Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chiều ngày 6 tháng 5 2021, thành phố Yên Bái đã tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn của tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Trong chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra tình hình tại khu vực này. Qua điều tra dịch tễ, có một bác sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 105 có kết quả dương tính SARS-CoV-2, có lịch trình qua thành phố Yên Bái. Ngay sau khi có thông tin, thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phong tỏa tạm thời một phần tuyến đường Thanh Niên thuộc tổ dân phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Các lực lượng khẩn trương lấy mẫu, truy vết, phun khử khuẩn theo quy định và yêu cầu người dân trong khu vực phong tỏa tạm thời không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tới kiểm tra công tác phong tỏa tại tổ dân phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu thành phố Yên Bái cần tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong khu vực yên tâm thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh. Thành phố Yên Bái nghiên cứu phương án mở rộng khu vực phong tỏa tạm thời, yêu cầu các hộ kinh doanh ở vùng lân cận cũng như khu vực chợ Hồng Hà tạm ngừng kinh doanh để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố Yên Bái cũng cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Động viên tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,